Cứ như Sáu có nằm một giấc mộng. Dạ. Giấc mộng sau này á, con ơi, tới 24 nàng tiên, 4 cung 8 cõi đều xuống thế ngự trong cái am này. Sáu nằm bao thấy ông Phật Tổ Di Lặc, thấy là như xuất hiện luôn. Ê, tụng kinh 3 đêm cầu xin mẹ 3 đêm gì nó không chịu. Thôi mẹ cũng lấy cái mái tóc này lợi để cho người khác, ngủ duyên cho người khác, giao duyên. Cái bắt đầu nửa đêm nó gụng, ngủ nó gụng. Là tự gụng ra luôn. Tự gụng ra luôn à. Ôi, Sáu thấy con phải thờ á, là tâm cõi cộng đồng, con phải thờ là năm tàu bắt đầu nha con. Cho đến ngày hôm đó nay là đánh một đêm. Một đêm là một đêm lên. Là tóc là cao, giúp cao lên. Wow. Nhưng mà giống cái đài sen của mẹ ngồi. Và đứng ở trên đó thì là cô nằm mơ thấy người đàn bà mặc áo trắng lại nói là con gội đầu đi cho khỏe. Đó, thì em nhìn thấy không? Mọi người có thấy không? Đó, đây là cái viên ngọc nè. Đây là mẹ, đây là cung kim mẹ mẫu Diêu Trì. Dạ. Là khi mẹ là thờ mẹ là lão mẫu Hoàng Thiên. Nhà thuốc nam để hốt cho bá gia bá tánh. Dạ. Đến đây rồi ai bỏ vô thùng phước thiện bao nhiêu là bỏ. Dạ. Không có đòi hỏi là 1.000, 2.000 gì hết. Mình thấy có cái bàn này là cái bàn của ai vậy cô? Bàn này là bàn của Phật Tổ, Phật Thầy. Đây là củ quyền 136 họ. Dạ. Đó giờ á, mọi người đi phà mà mọi người có đi cái phà gọi là phà qua biển chưa? Đó, đây là chiếc phà qua biển nha. Buổi chiều đây khá là đẹp, đi từ Gành Hào về với Cà Mau á, tức là từ Bạc Liêu về Cà Mau á, thì trên cái chiếc phà này nhìn khá là ok luôn, bình yên. Hiện tại thì Quang đang đứng tại cung Kim Tiền của mẹ Diêu Trì Phật Mẫu. Thì Quang đã từng đến đây một lần rồi đúng không? Thì chuyến này Quang quay về đúng vào ngày 8 tháng 10, cũng là một trong những cái ngày lễ lớn trong đạo mẫu. Và Quang sẽ đến, hôm trước thì mình đến đây rồi á, gọi là am cô Sáu thầy, nhưng mà mình lại không gặp cô. Thì chuyến này mình sẽ gặp cô để mình hiểu sâu hơn về vì sao có cái điện tại nơi đây, lịch sử hình thành và mọi thứ. Và Quang cũng muốn đem một món quà rất là lớn để gửi đến am cô Sáu thầy. Thì hôm nay chúng ta cùng đồng hành với nhau nha. Lâu rồi Quang cũng không về Cà Mau, xa xa là ông thầy Thuốc Nam, ông Đăng đó. Dạ con chào cô. Chào. Hôm trước con về đây á thì lại con không gặp cô, nhưng mà hôm nay lại có duyên về đây thì con lại gặp cô. Thì con cũng hữu duyên và cũng có những cái cuộc hẹn rất là nhiều lần không gặp. Nhưng mà hôm nay thì con muốn biết sâu hơn về cái am của mình, về cái lịch sử hình thành cũng như mọi thứ. Tại hôm trước con gặp các cô ở đây á thì chưa nói về cái điều đó. Thì hôm nay cô Sáu giúp con nha. Giúp cho con. Yeah. Ngồi hả? Đứng. Ngồi đứng gì cũng được, mình ngồi cứ đi vòng vòng. Dạ. Yeah. Để ấy cái đàn này lên cái hả? Dạ rồi. Nó đẹp cái hả? Rồi lúc mà Sáu bị hành căng mình kể từ đầu đến đuôi đi. Đi đâu đến đuôi đi. Bị hành căng thì Sáu bệnh dữ lắm. Dạ. Yeah. Sáu bệnh á, bị hành căng là 13 năm. 13 năm là Sáu bệnh không có tả nào nữa, không ăn được, không uống được. Là Sáu đi bác sĩ không biết bao nhiêu mà nói, rồi bác sĩ cứ nói là bị suy nhược thần kinh. Đi thầy cũng đi thầy dữ lắm. Đi thầy người ta nói là Sáu về làm phước đi hết, trời biết làm phước gì giờ đây. Mình đâu có biết cái gì đâu mà làm phước. Cái về đó Sáu, lúc mà Sáu làm ruộng á, Sáu làm ruộng là Sáu trà cho 100 giả lúa Sáu cho người ta. Sáu cho người ta hết. Sáu cho người ta hết rồi cũng không hết bệnh nữa. Rồi tới sau này là bệnh kia bằng không có tả nói nữa. Thôi bây giờ đắt cát thì mình đã sang mình chị. Giờ thôi để còn mấy chục công, bây giờ để cho con chứ không còn sang chị nữa. Rồi từ từ nằm cho chịu chẳng luôn. Mà ăn chay trường 10 năm. Ăn chay trường 10 năm dài đằng đẵng. Mà ăn như vậy là không phải là ăn bông, ăn bông chan. Mà đó bông chan Sáu ăn là có gỗ bông chan nha. Cho con chen vô Sáu ơi, tức là ăn bông chen là ăn thay cơm hay là chỉ ăn kèm thôi? Ăn thay cơm. Thay cơm. Ăn thay cơm luôn. Ăn thay cơm là cũng như mình ăn chay trường là 10 năm, còn ăn bông á là thay cơm là 2 năm. Ăn bông không. Sau này cái ăn gao mà gao dịu mà cắt cho heo ăn đó. Gao dịu lâm đó. Ăn cái nó ối gà. Ăn ối gà làm gì hoài một năm mấy nữa.
cái sau này Sáu ăn chay chùa. Ăn chay chùa cái Sáu cũng đi bác sĩ nghe. Mình bệnh gì bác sĩ mình cũng sợ đấy, bỏ con. Em đi bác sĩ nói trời ơi, bộ bà ăn chay hả? Nói ăn chay bác sĩ. Trời ơi bà đừng ăn chay, nó bị máu trắng rồi đó. Bị máu trắng không ai trị cho bà được đó nghe. Nói vậy cái sợ quá. Về mình cũng sợ mà. Sợ bị máu trắng bác sĩ chị cũng được chết bỏ con. Cái về ngã mặn. Ngã mặn mà như là Sáu ăn hột vịt không? Ăn hột vịt mà như ăn hột vịt mà một hột vịt luộc chứ không có chấm cái gì chứ nghe, hột vịt luộc rồi xẻ rồi làm bốn rồi để cái dĩa cơm vài miếng dưa leo rồi múc ăn. Múc ăn từ từ từ. Từ cái chồng con cũng khuyên. Khuyên nói thôi ngã mặn lại đi rồi cũng từ từ ăn hột vịt. Ăn hột vịt hoài tới gì đó. Rồi bây giờ mới ngã mặn lại, ngã mặn mà thịt đỏ không được nghe, ăn tôm ăn cua đồ thì được chứ cái gì mà ăn thịt thà là ấu chết á. Dạ. Rồi từ từ cái Sáu mấy cô về nói cái phần du di mà về trong cái bên trong của bên trong bên tâm đó cái về cái ga căng làm phước mà lúc mà Sáu mà đến làm phước là và làm cho cái cô mà ở 23 cổ nổi cái mục cái đầu cho cô bé lớn là đi bác sĩ thì nói cổ ung thư cho đi thầy đồ giặt lum lá trên yeah. Cái về đây cổ trở về đây mà lúc mà làm bệnh đó là khởi sự đầu tiên. Sợ quá trời sao mà mấy cô này hồi đó tới giờ Sáu không biết thuốc bắc mà sao giờ ra thuốc bắc cho người ta uống rồi thay thuốc bắc cho người ta giặt cái gì đó cái đêm nó giặt cổ một cái là cổ bể á, cổ bể của nhà không trời ơi Sáu Nam Mô Di Đà Phật ơi mẹ ơi độ con vì người ta chết chắc mình ở tù đó vậy á. Cái sao mà chị cái bệnh cô nó hết rồi bắt đầu nó cứ là dẫn hì luôn chị luôn tới bây giờ. Nhưng mà Sáu cho con hỏi là cái lúc đó thì ở trên có chỉ cho Sáu là cái cách để trị bệnh cái vị đó hay không? Rồi Sáu nói Sáu kể nữa. Cái Sáu nằm giấc mộng thôi. Nó nằm giấc mộng cũng như là Sáu thấy một cái mà người thấy người bới đầu cao vậy đó mà nói mẹ nữ hoa. Nói mẹ nữ hoa nó gánh một gánh thuốc vậy nè, như gánh thuốc nam vừa chỉ cho Sáu cái này cái nọ là du di chỉ không à. Như thấy nằm giấc mộng chỉ thuốc này chỉ gì, thuốc này chỉ cái gì, rồi thuốc bắc cũng chỉ cho Sáu thuốc bắc. Sáu cũng nhớ cũng thuốc bắc thuốc nam rồi chị cũng dẫn như là mình thấy nằm giấc mộng thấy không à. Nằm giấc mộng thấy trong giấc tim bao thấy chỉ thuốc rồi thấy cũng như là mình nói mà chỉ mà nói bùa đi nói bùa đi ha, nói chỉ bùa thì thấy hướng này nè, thấy hướng này như là băng cờ ngang mà chỉ ấy gì đó, cái mình nhìn giờ nhắc là nó trong tâm nó đi ra, nhắc mấy cái chữ đó nó đi ra. Ê, thấy như vậy rồi Sáu mà nằm giấc mộng không à, thấy rồi thấy tập bay nữa, thấy tập bay. Cái lúc thấy Sáu chưa có cắt am này nè, cái Sáu nằm một giấc mộng sao thấy người em chồng á nha, người em chồng sao đem con gắn hổ giục vô mình, giục con mình nó trời ơi chú ba ơi tôi sợ dữ lắm mà sao chú ba giục vô mình tôi không vậy, cái nó cứ giục mình cái nó trời ơi mình nói chàng ơi gắt tay đâu sao bính hai cái này đắt tôi bao bính gì nè, cái sao bay lên tựng lên tới trên mây vậy chảnh, sao bay tựng lượt cho mây hang cái tới cái chỗ này chỗ am này là thấy là sao đáp tới cái cung này là áp xuống chưa có cắt nhưng mà đã thấy trước rồi. Thấy trước rồi. Cái tới cái ở đây là hồi đó là tre chút rồi mương gánh không à. Sao đáp xuống bụi tre. Cái nó không còn dục cho mình nữa là thấy mới thấy giấc mộng. Rồi thấy cái thấy giấc mộng ngủ thấy giấc mộng nữa. Cái thấy mẹ Quan Âm Bồ Tát. Mẹ bay xuống. Mẹ bay xuống rồi mẹ cỡ hổ mẹ bay xuống. Cái nói chàng ơi tụi bay ơi mẹ xuống kìa tụi bay ra ngoài tụi bay lại mẹ. Rồi sao mà không có ai ra lại mà có người thím thứ tư, thím dâu của thứ tư Sáu với thím thứ tư ngồi quỳ lại mẹ niệm Phật vậy nè, nhắm mắt lại niệm Phật. Thế mẹ bay, mẹ gờ cái đầu của Sáu mẹ cười rồi mẹ bay luôn chứ mẹ không nói gì, thấy mẹ Quan Âm nha. Mẹ bay như vậy cái mẹ cười. Là mẹ bay hút qua luôn. Thì nằm toàn là Sáu nằm giấc mộng không. Cô Sáu biết không, khi mà con đến đây á, thì khi mà con đi hết trơn cái am của mình đã từng đến một ngày rồi. Thì con có không biết là tại sao những cái bức tranh như thế này gọi là tam giáo cộng đồng nó rất là nhiều các vị ở trên. Thì cái này là do ơn trên chỉ mình vẽ ra như vậy hay là như thế nào con không biết nguồn gốc ở đây. Cái nguồn gốc như thế này như là Sáu ở đây á, thì Sáu đi làm hình đi tầm Phật, sưu tầm Phật theo các chùa. Theo các chùa rồi như là về chụp hình, về sắp rồi như là Sáu trong tâm của Sáu nghĩ ra sắp tam
này tam cõi cộng đồng, gọi là tam cõi cộng đồng, rồi sắp cha Ngọc Hoàng, rồi mẹ Địa Mẫu, rồi năm mẹ Ngũ Hành, đó là do nơi là sáu sắp ra cho một trong đệ tử làm, trong đệ tử cũng biết làm cái này nữa nó làm. Như là đầy đủ hết, đây là bên bên Phật nè, Phật Phật giáo nè, bên cõi cõi của A Di Đà, bên Phật Việt Sư cái gì nè, nó đầy đủ hết, đầy đủ hết, không có còn thiếu gì hết. Gọi là tam cõi cộng đồng. Quá hay. Nhưng mà cô Sáu, con thấy là cái bàn này là con vô tất cả các nơi, thật sự con chưa thấy được hai vị ở đây thì cái lý do đó cũng như cái lý do là sáu nằm chim bao, sáu nằm giấc mộng. Thế là giấc mộng nói con ơi, con phải thờ á, là trước ở ngay cái cửa con thờ á là hai ngày sư tử, cho mà như ai có tà thì dẹp cho ra, mà ai chánh thì sư tử giữ vào, đem đưa vào. Rồi đó là sư Sáu giấc mộng. Sáu nằm chim bao, sáu để hộ pháp ông Tiêu, hộ pháp ông Tiêu hai ngày giữ cửa, hai ngày giữ cửa. Nhưng mà ai mà tâm tà thì quánh cho Tiêu, Tiêu hồn tiêu xác, với tâm Phật thì bước vào. Đó, rồi sáu thấy con phải thờ á là tam cõi cộng đồng, con phải thờ là năm tàu bắt đầu nha con. Rồi sáu đi tới ở cái cô Mai ở thành phố ở Hóc Môn Bà Điểm, mà sáu mới đặt. Người ta nói hồi đó giờ không thấy ai đặt tượng này, mà giờ cô đặt tượng này. Hai ông này là ghi chép lại đó, ghi chép là năm tàu ghi đảo ghi chép nè. Ghi chép đó. Con công đức, hay là con có tội gì thì hai ngày này ghi chép, ghi chép lại đó. Trình tấu Ngọc Hoàng Thượng Đế, trình tấu tới Ngọc Hoàng. Con có tội thì con phải bị tội, con không có tội thì đem về trên thiên gì đó. Như mình tâm tuổi thọ vậy đó, mà được mình về trên thiên, trên gần mẹ gần cha, về hết tam cõi cộng đồng bốn phương tám hướng mà càng khôn vũ trụ luôn. Đó, con thấy là đầu tiên là vô luôn. Quá hay. Hồi đó giờ con chưa gặp ở đâu có hết. Rồi mình được về gần Như Lai, Như Lạc, Như Đà, về trước Phật Bà cảm ứng chứng minh. Đó, mình nguyện mình cầu mình xin. Đó là sáu thờ này, ông năm tàu bắt đầu là sáu trong cái tâm của Tháo. Rồi một ngày là sáu bệnh, sáu chưa có ra căn đó, sáu nằm bao thấy ông Phật Tổ Như Lạc, thấy là như xuất hiện luôn, thấy nằm ngủ. Sáu đã xong ngủ mê man, ngủ là thấy tiên Phật trên trời bay xuống, như thấy dạy thuốc men cho sáu. Sáu ngủ mê man hết trơn, đóng cửa lại ngủ. Cái sáu thấy ông Phật Tổ Di Lạc nói một cái câu này, đứng trên đầu nằm của sáu, gờ tóc sáu nè, kêu sáu bằng Hằng Nga. Hằng Nga ơi, bới hẳn hời Hằng Nga, con mau mau tỉnh giấc, con đợi con chờ gì đây? Màn này con không ra làm phước cứu độ bá gia, bá gia thì bệnh gắt nhiều, nay cha về đây cha thiết tha với con bới hỏi Hằng Nga ơi. Là thế mà Tổ Di Lạc sao giật mình, sao giật mình, sao mở mắt ra. Lúc đó sao bệnh dữ lắm mà mở mắt ra thì thấy ẩm Phật Tổ Di Lạc mặn cái quần mà đỏ, mà màu xanh mình dây đỏ nè. Thấy cái bụng tổ mẹ một hồi này sáu mới tỉnh giấc này. Thì từ cái đoạn đó là bắt đầu sáu cứ ra làm phước cho người ta, làm phước cho người ta, cái tâm của mình đi ra, cái tâm của mình đi ra thuốc nam thuốc bắc gì. Hồi đó sáu đâu có học hỏi ai đâu, mà từ từ thì sáu sẽ làm phước. Ở trên chỉ cái cách là thuốc nó như thế nào, chị bệnh gì, bệnh gì, chị bệnh gì, cái cây gì, như giác tỷ, sáu nói giác tỷ ha, cỏ xước là chị bệnh gì, rồi cây quao chị bệnh gì, cây gáo chị bệnh gì, rồi cỏ bạc đầu, cam thảo, rồi cốc kèn, thần thông, mía lao, rồi dông nem, là mình chỉ bệnh gì, bệnh gì, gao mương, rồi hắc hương, rồi chỉ lá lốt, mình chỉ cái gì đó, cây huyết bò, mình chỉ cái gì đó là như ơn trên chỉ cho mình hết. Chỉ hết tất cả, nằm giấc mộng sáu ngủ mê man luôn. Rồi lúc đó là ra căn rồi đó nha. Lúc đó là ra căn, ra làm phước. Mà đó sáu sợ, đó sáu chưa có hàng rào hút thuốc cho người ta uống, sợ người ta chết. Trời ơi, chó sủa quá, trời trời, người ta chết, người ta lại mắc thường mình nó gì trời. Xong đến sáng đêm không có ngủ được, mới hút thuốc ra cho ai, gọi là sáng đi, sáng đêm sao không có ngủ được. Trời ơi trời, sao kỳ trời. Rồi cái nó qua vậy tới sáng là mới được ngủ, cái bằng ngày, ngủ là thấy tiên Phật không á. Giờ thấy một đoạn nữa, thấy mẹ Du Trì. Thấy mẹ Du Trì này, thấy mẹ Du Trì mà giết nó đông lắm trong am đông, mà dưới là người nào cũng biết bay hết trơn, bay gì mà sáu bay sao, sáu bay sao. Cái mẹ cứ kêu là sáu, Hằng Nga ơi, Hằng Nga bay lên tới mẹ đi con, mẹ đợi con đây nè, mẹ đợi. Mà sáu chắp cánh sáu bay, mấy cô kia bay trước đáp xuống rồi sáu bay sao. Cái con nhỏ con gái thứ ba của sáu lúc đó nó bệnh, nó còn nhỏ, nó bệnh 8-9 tuổi nó bệnh. Cái bên đây ở trên trời thì kêu Hằng Nga ơi, mẹ đợi, ở đây thì nó kêu mình mẹ ơi, mẹ ơi con bệnh. Giật mình thức gì? Không biết chọn bên đâu. Không biết chọn bên đâu mà giật mình thức gì? Giật mình vậy thì tới bây giờ là không còn thấy mẹ Du Trì nữa đó. Tới bây giờ luôn là chưa? Tới bây giờ chưa thấy mẹ nó tức cũng chết luôn. Có sợ mẹ giận không?
chắc mẹ không dẫn đâu. Cái mẹ gì con của mình trở lại. Rồi dạ. Mà thấy nói không phải mà nói mình, người ta nói mình nói dốc nói đồ hen. Dạ. Mà không phải không có nói dốc trong tâm, nói dốc có sao nói gì. Nói như là Sáu thấy Sáu đi là bốn cửa trời luôn. Bốn cửa trời luôn. Bốn cửa trời luôn. Dạ. Nói Sáu đi, nói mới một đầu Sáu đi lên trời. Nói Sáu đi. Thế đi mà sao người ta biết bay, người ta bay dèo dèo, mình không có biết bay. Rồi sao mà nói đi xuống cái lên cái hồ Tây Lầu. Nói cái hồ Tây Lầu. Tây Lầu này của mẹ nữ hoa. Nói gì đó. Dạ. Cái ngồi đó sao mà mẹ đi tới, mẹ nói con nhảy xuống đó đi. Nhảy xuống đó đi mẹ tắm cho con. Cái Sáu mới nói trời ơi, cái hồ này con không dám nhảy xuống đâu mẹ ơi. Rồi sao mà có một người ăn sao đưa Sáu xuống. Ngập đầu ngập cổ luôn. Cái tắm. Tắm con người được tắm mà trong cái hồ đó bông không kéo lên. Kéo lên thì mẹ dưới là mẹ nữ hoa chảy đầu và bới hai cái cục tóc cho Sáu nữa nha. Là xuống là Sáu bằng áo màu hồng là thay đồ cho Sáu và bới chảy hai cái cục vậy nè. Cái nói đi á, nói đi qua Tây Cung Dương Mẫu. Đi qua Tây Cung Dương Mẫu. Nói đi, đi mà sao người ta bay không, Sáu bay không có được. Qua cái sông cái Sáu đứng trời ơi ta bay giờ giờ mà mình bay không có được. Cái mẹ nói con bay đi. Nói, mẹ ơi con bay không có được. Mẹ nói kìa cọng dây luộc mẹ đưa cho con kìa. Nói cọng dây luộc thì thấy trên trời bay xuống cái Sáu. Sáu cầm cọng dây luộc Sáu để gì cái là Sáu bay qua khỏi cái sông đó luôn. Cái gì là đi tới cùng Tây Dương Mẫu. Nói tới bà Tây Dương Mẫu. Tới đó trời ơi ta nói nó đẹp làm sao mà mình đi làm như mình bước cái giò mình đó là khối bựng lên đi. Nhắc cái cảnh này bây giờ không phải nói chứ. Lăng lăng trong người. Lăng lăng trong người mình nhớ người hoài. Cái đi tới cha Ngọc Hoàng. Nó vừa tới cung cha Ngọc Hoàng. Tới cha Ngọc Hoàng không phải mà như không mình vô tới đó được đâu con. Đầu hang gắn hổ, cộp, gắn hũ mây, rồi lồ thú hang, rồi trâu, bò, gắn gít gì. Tên ấy giữ hai cái cửa đó nè, lên hết trơn. Không có vô được cái cửa đó mình sợ, mình cứ niệm Phật. Niệm Phật cái mẹ nói con cứ niệm Phật đi con. Con cứ niệm Phật nữa đi con. Nói, niệm Phật đi rồi con vô tới cha. Cái vô tới đó mà nghe tiếng đờn mà lãnh lót làm như ở cung đình mình khỏe làm sao đó ha. Cái đi vô tới đó cái thấy người ta dương bông à, dương đồ người ta quỳ vô ta dương. Cái mẹ nói con dương đi con. Cái lấy một cái chậu quả nè, dương vô tới cha mà vô tới cha nhìn trời thấy cha Ngọc Hoàng quá trời đẹp rồi. Quá trời đẹp. Cái nói niệm Phật đi con. Bây giờ con quay về. Thì quay về là giật mình á, nó kêu con quay về đi giật mình. Rồi cái mới chừng 20 năm. Cái âm này chưa cắt. Tới chỗ cái âm chánh điện là ngay chỗ của Quyền đó. Cái Sáu đang tụng kinh mẫu chắc chưa này nè. Chắc chưa tự nhiên Sáu đánh chuông mà Sáu quánh cứ quánh mỏ hoài chứ không đánh chuông. Rồi không có đọc kinh á. Rồi có mấy cô này đọc. Cái hồi đó có ông ba ông còn sống ông cái ngồi ghế này nè. Ông nói thầy. Cái gì đó mà cứ đi trên trời mà đang tụng kinh chắc chưa này luôn mình tự nhiên nó sức hồn rồi nó đi nè không hay. Cái ổng mới kêu thầy thì nằm thấy đi như vậy thấy có một cái người đàn bà nữa là nói mẹ nữ hoa nữa họ bới cái đầu cao như Sáu nè bằng ống nâu. Nó con ơi con đi lộn đường rồi con quậy lại đi con đi qua bên cầu kia kìa. Cái cầu này là con không có về trên tiên cảnh được mà con đi qua cái cầu đây mới về tiên cảnh Bồng Lai con. Dạ. Con quay lại đi. Cái như ở dưới này kêu nè. Dạ. Này kêu thầy nè đang tụng kinh á. Cái đi quay lại thì giật mình tức gì. Giật mình gì dòm cái thế đèn chiếu của mẹ nè. Dạ. Trời này ở đâu vậy là ở đây cung đình. Nói Sáu biết bao lâu hả chừng vài phút sau thấy sao mới tỉnh lại. Vậy là ở đây cung đình rồi mà sao Sáu dòm gì nè Thiện Đăng với mà dạ. Quan Châu. Rồi sao Sáu vừa mới thấy mấy cô này mà mặc sao mà mặc có nanh có hút không vậy là sao? Dạ. Mấy cô ngồi nè, thấy sao mà ngồi nào mà nó mặc quá lớn nè. Cái trời này ở đâu vậy trời, là mình đi xuống cửa ngục rồi trời. Nó trời sao kỳ vậy nè. Một hồi tỉnh lại rồi tụng kinh mẹ qua rồi mới thực cho đệ tử nghe. Vậy đó, thấy dung di không à. Chứ nó hồi đó thì giờ Sáu làm phước đây không có ai chỉ Sáu cái gì là cái gì hết trơn. Dạ. Không có ai chỉ thuốc, không ai chỉ cái này cái nọ cho Sáu cái gì chương tự trong cái tâm mình đem ra. Dạ. Trong cái tâm như là mình biết trước cái chuyện gì nó đến đây, cái chuyện gì như vậy. Dạ. Với cái 18 vị La Hán. Dạ. 18 vị La Hán này cũng như là 18 vị La Hán này mình cũng như là hồi đó là cái sự tích á. Anh em 18 vị La Hán lúc nó nghèo khổ không. Dạ. Cái cũng đi ăn xin này nọ vậy đó. Dạ, đúng rồi. Rồi cái trở lại thành tướng cố mà Sáu cũng thích
thích như vậy. Rồi sáu kêu đệ tử làm sao mà 18 vị La Hán sáu thích, sáu thích như vậy. Là đó là 18 vị La Hán. Còn ở đây là thiền Bát Nhã của Ngọc Thanh. Như là sáu thì nghe cái kinh, nghe cái kinh thiền Bát Nhã của Ngọc Thanh nó sấm giảng đó. Rồi sáu cũng kêu trong đệ tử. Đệ tử này nó biết làm hình, nó biết làm tranh. Đó sáu kêu trong đệ tử. Vì đệ tử làm cái thiền Bát Nhã nâng ước chúng sanh cho chúng sanh đã bước vô am thiền là chúng sanh thấy thấy đặng coi đó người tu nè dục đây lèo xuống từ địa tạng dương dục đây lèo xuống dưới, còn người không tu nè con thấy không nè tới đây thì nó chết đuối hết rồi, cho chúng sanh nó giác ngộ mà tu hành nó cho chúng sanh giác ngộ tu hành đó. Còn cái này á thì sáu thích á, sáu thích cũng như là nói sáu nói bây giờ sáu thờ quận chúa đi, sáu thích tại là cái tâm của sáu thích thờ quận chúa, ở đây là quận chúa Tuyết Nhi, sáu đặt ngang, sáu đặt đó là quận chúa Tuyết Nhi. Bởi vì một cái phần điển cho sáu biết là cái đó là quận chúa Tuyết Nhi. Còn này là thái tử An Bình. Đó. Tự tự cũng cũng cho tự cho biết. Tự chưa cho biết là sáu đặt tên. Tự nhiên sáu đặt luôn. Đó là quận chúa Tuyết Nhi, thái tử An Bình. Là sáu mới nói là tư cứ tưởng mình là vua, chào vua nhà Tông, mà sáu đâu có biết vua nhà Tông đâu. Mấy trăm năm, năm như nay, ngã ngàn năm nay có biết vua nhà Tông đâu. Nói là đó là thái tử là con của ông vua nhà Tông. Còn quận chúa Tiết Nhi là em của vua. À đó. Nhưng mà con đến đây ngoài việc đó con còn thấy một cái sự ấn tượng nhất. Tới bây giờ con vẫn nhắc với tất cả những người bạn, coi như những người giống như Đăng, là chưa có cái nơi nào mà gọi là thờ một cách chỉnh chu giống như cái am cô sáu thầy. Thì con không biết là cái lý do tại sao thờ rất rất là nhiều cái những cái vật phẩm dân cúng lên các chư vị tại nơi đây. Thì sẵn đây thì mình lỡ rồi, mình chia sẻ hết chia được không? Chia sẻ hết trong lòng rồi đó. Tức là đây nè, đó rất là nhiều bông hoa rồi cũng như là ở trong tâm của sáu. Trong tâm của sáu nó cứ phát hiện ra hồi đó là lúc á chưa đại tử chưa có xây được mà tự tay sáu xây không à. Để lọc là sáu sắp không. Rồi từ từ á mình đã chỉ cho đại tử là nó sắp. Như là mình dưng ba quả bông, rồi sáu quả ngũ quả trái ngũ cây, ngũ quả trái cây là mở ra hết nè, mở ra hết đi, mở hết ông quay đi. Đó. Tức là ở đây là con thấy là đa phần là ngũ quả là được mở, tức là được mở được. Ý con nói là lặt ra hết, tức là không có để. Rồi còn mấy cái chanh nữa, mấy cái nĩa nó mất tiêu rồi, cái nĩa nó chưa đem lên. Còn này sáu là chung thủy. Thủy là nước, bạch thủy đó. Rồi này ba chung trà để sáu. Giờ cô cháu mình gặp lại. Còn cái này gọi là lập, dở ra đi. Đây là tim chậu rất là đẹp. Chậu đó, nói chậu xanh cao trắng vôi dày, vôi kia thấm đỏ mà lòng ta mới tỏ thường. Nay gặp mẹ thường thường kính dâng cho mẹ con hiền ơi. Đó, sau này con mới được linh hồn, con mới được thảnh thơi an nhàn. Đó là Đức Mẫu Hoàng chấm thay cho con. Đó, lời này con gác giữ sóc son, nằm chim bao giấc mộng mẹ hiền xuống. Đó, giờ mình làm y như mẹ. Còn cái này là chầm hương. Đó, chầm hương để đốt duyên cho mẹ. Đốt đó. Này chầm hương. Còn này sáu ngọn đăng. Sáu ngọn hương. Hương. Cái này sáu ngọn linh đăng. Linh đăng. Linh đăng. Nhưng mà sáu cho con hỏi là con hỏi. Trong cái cuộc sống này thì đương nhiên là không phải ai cũng hiểu những lời sáu nói. Công nhận với con đúng không? Tức là có những người bên tín ngưỡng thờ mẫu như đạo mẫu bên mẹ Diêu Trì, hay là có người bên Phật giáo lại chia cho Tịnh độ, Thiền tông hay là Mật tông vân vân. Thì cũng có những người không nằm trong gốc đạo nào hết, họ nhìn thì họ có nói mình là những người mình bị tưởng hay là mình bị ảo hay là nói không thật hay không? Thí dụ có người nói vậy thì sáu sẽ xử lý như thế nào để mình nói cho cộng đồng hiểu? Không, sáu không có buồn. Sao không buồn bị gì người ta không hiểu. Người ta không hiểu mà mình đã hiểu. Như nói gì trong cộng đồng như là huynh đệ hay là các mối đạo, như sao nó các mối đạo không hiểu. Thì sao không cũng có buồn đâu, sao rất vui. Bởi vì mình thấy như vậy thì sáu mấy chục năm nay sao ít có kể cho ai nghe. Nó kể ít đệ tử nghe với Quang Châu với Thiện Đăng ngày nay là sáu kể hết cái nỗi lòng của sáu bấy lâu nay đó. Không có kể cho ai nghe, kể không biết người ta có tin hay là không. Như người ta đi theo gốc mẫu, như trong huynh đệ đi gốc mẫu thích kể thì mình kể cho nghe, mà nếu không thích kể thì sao không có kể. Hôm nay là tháo kể là hai lần đó, kể cho cậu ba này nghe nè, với trong huynh đệ nghe, với nay kể cho Thiện Đăng nghe, với mà Quang Châu nghe nữa là hai. Sao không buồn đâu. Giờ cộng đồng nói gì sao cũng buồn, chứ mình đã từ bi, mình biết niệm Phật, mình biết ăn chay, thì mình đã quan hỷ thị xã hết tất cả. Giờ chửi sáu sáu cũng không dặn, mà quánh sáu sáu cũng không đỡ nữa. Nhưng mà tính tới cái khoảng thời gian bắt đầu xây cái điện mẫu ở đây là khoảng bao lâu rồi hả sáu? Cũng như là mới ban đầu là xây cây. Xây cây thì năm nay là lúc trước là sáu mặn ở trong nhà. Xây cây ra
thì nó là 30, Tết này là 37 năm là xây ra. Lúc đó là xây ra là xây nhà lá, cây. Rồi lúc sáu kể mà dụ mà thay nước gắn đó nha, là sáu kể cho ra nghe hết luôn. Rồi thấy mấy gùm gặn, hồi dắt như cái buổi mà trưa vậy sáu nằm. Nó nằm thì thấy sáu thấy con gắn bạch rồi đó, con biết gắn bạch chưa? Bắn gắn bạch, chuột bạch. Cái sáu nói, ủa trời, con gắn gì ngộ trên đời sáu rồi đó giờ không có biết. Ê, trời ơi, niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mẹ ơi, mẹ thấy cho con sợ con gắn này quá mẹ. Cái gì như là trong tâm mình tư tưởng, đừng có sợ, gì ha. Sao là sáu thấy là gắn, nói không phải chứ dữ dội lắm. Nó đeo hết gốc cột mà nó đeo hết đòn tay, rồi kèo, nó đeo. Rồi cái sáu đủ màu không hả sáu? Cái sáu mới nói là sáu mấy đứa này nó sợ, nó không dám thay nước, nó bỏ 2-3 ngày, cái sáu quỳ về 3 ngày. Sáu quỳ cho nói các vị thần linh tiên thánh thần như các ngài có ngự trong muôn thiềm thì các ngài trước á thì đi về non về núi, hay là các ngài ngự ở đây thì các ngài biến quá đi, đừng cho thấy nữa, thấy sợ quá trời không dám vô thay nước. Mà sáu quỳ 3 đêm là không còn nữa. Nhưng mà sáu cho con hỏi là khi mà họ hiện về như vậy, tức là theo con nghĩ là các vị binh gia về để mình họ chầu họ xem đó. Thì họ có hiện đầu hay là đuôi hay là như thế nào, họ giấu cái gì? Giấu đuôi đầu. nôm cái gì đầu, không thấy đầu với cái con mắt chớp gì nè. Tức là thường là những cái vị về là thường là một là giấu đầu, hai là giấu đuôi. Rồi các vị ở đây thì giấu cái đuôi. Giấu đuôi rồi đầu. Đó cho mọi người hiểu luôn đó. Là như vậy. Thường là mấy cái chư vị về á, quấn bên cột đình, cột nhà hay là những ngôi cột á thì thường giấu một cái gì đó trong cái cơ thể của mình, là một là đuôi hay là đầu. Đó. Hồi đó người sáu nói cái nữa. Dạ. Người sáu nói kể cho hết. Phải hết thì sao? Kể cho hết luôn. Cái sáu mỗi lần sáu nằm trên võng mà cái quán ở đây nè. Cái am chánh điện còn ở dưới của huyện này mới cắt nè, đâu cũng cắt hồi năm đó, năm nào con, năm Nhâm Ngọ thôi, giáp ngọ 2014. Đó là cái là mới sửa lại, mới sửa sang bằng kim sắc tướng, đồng sắc tướng nè, chứ đó bằng cây. Mộc. Cái sáu nằm giấc sáng, sáu gội đầu ra cái sao mà thấy cái lư hương của mẹ, sao mà nó bực, nó cháy mà không phải cháy con, cái sáu mới nói tiền ơi lấy múc nước mà lợi số lư hương thương bị cháy rồi, sao mà đốt nhang mà bị cháy. Mà sao không có đốt nhang. Bực ra cái bông con, vừa chạy ra cái bông bực lên một cái bông ba lớn vậy nè. Mà bông gì hả sáu ha? Nó nổi lên cái bông gì mà mình làm như là cái bông bông gì sáu quên nè. Nhưng mà cái bông đó là như mặt núm, cái bông núm mà cái núm lên, núm linh chi vậy đó. Bông của vô gì vậy? Nhưng mà nó là hiện hữu luôn chứ không phải là cho một lần để chút nữa ta lấy cái điện thoại coi còn không. Một lần có chụp lại nữa. Một lần có chụp lại. Cái mà chụp lên cái bông gì? Cái bông cái sáu quỳ xuống. Nó mô Phật, mẹ ơi, con không có biết, con tính là hương cháy. Con chạy la mẹ cũng quan hỷ thị xã cho con mẹ ơi. Thì nó tích tắc. Nó tích tắc là nó tan, cũng như là mình đốt nhang mà cái tàn nhang nó tan luôn vậy đó. Mà to gì vậy? To gì? Rồi sáu chụp hình lại á, không phải là ra cái bông mà ra con chim hạc. Ủa nó mới hay vậy đó. Chụp hình lại ra con đúng chim hạc. Đúng là quyền duy thiệt. Chụp hình ra là mới đầu sáu chạy ra thì sáu nói cái lương cháy. Chạy ra thì nó bực cái bông vậy nè. Sáu quỳ xuống liền, sáu biết rồi, sáu quỳ xuống. Sáu quỳ xuống cái sáu mẹ quan hỷ thị xã cho con, với con không có biết. Rồi sáu quỳ xuống. Sáu chụp tay tới quỳ xuống thì sáu ngước cái đầu lên thì là bông nó tan, làm như là cái tàn cho mình đã đốt nhang vậy đó. Vậy đó. Rồi sáu có chụp hình lại, kêu mấy đứa nhỏ nó chụp hình lại, là chụp là làm như là ra con chim hạc. Một lần có trong cái đó, trong cái clip của sáu, để chút nữa để coi còn không. Quang xin chia sẻ là trong cái thời gian sắp tới á, thì Quang ra rất là nhiều cái chủ đề về chữa lành những cái tổn thương, hay là tâm sự dạng podcast như thế này, hay là nói về cái cuộc đời và cái cuộc sống của Quang nè. Và có những cái khám phá bí ẩn được đầu tư rất là công phu, tỉ mỉ và đầy những cái giá trị về nhân văn. Các bạn có thể ủng hộ Quang bằng cách donate cho Quang, để Quang có thêm chi phí mà phát triển và đi xa hơn trên cái hành trình đầy những gian truân và thử thách. Có rất là nhiều cách để các bạn donate cho Quang. Thì cách thứ nhất, khi mà chúng ta xem video, phía dưới mỗi video đều có từ cảm ơn. Khi mà chúng ta click vào cái từ cảm ơn đó thì chúng ta có rất là nhiều cái mức giá. Thì các bạn có thể lựa chọn mức giá mà bạn yêu thích gửi đến Quang. Và iPhone hay là các điện thoại khác đều có chức năng này. Và chúng ta chỉ cần nhắn mua và gửi là xong.
Cách thứ hai á, thì chúng ta có thể là tham gia hội viên của kênh, thì Quang cũng đã có bài hướng dẫn rồi. Và cách thứ ba á, sau cái video này á, chúng ta có một cái thông tin về tài khoản ngân hàng của Quang nè, hay là Zalo Pay, Momo Pay và PayPal, thì các cách trên đều có thể gửi một phần chi phí để Quang có cơ hội mà đi xa. Và Quang xin biết ơn và cảm ơn các thiện đại chi thức và các đại Bồ Tát trên mọi miền và cũng như là quốc tế. Cái lúc mà sáu các anh này nè, sáu hồi đó thì tượng sáu thợ nhỏ nhỏ không à, nhỏ nhỏ mẹ mẫu đồ nhỏ nhỏ không à. Rồi sau này cái mấy cô cũng tiếp tay với sáu đi thỉnh mẹ về, rồi an vị Phật là 90 ngày. A Di Phật 90 ngày tụng kinh, tụng kinh mà chầu mời rồi là 90 ngày, đêm nào cũng tụng. Chắc chưa là tụng mời mẹ xuống nhập tượng cho linh thiêng, linh thính, linh thần nhập vô cốt tượng mới được. Các vị thần linh tam cõi cộng đồng mời cái con chim yến, con chim hạc nè, rồi con ô thấy vô cái am gõ gàng chứ không phải là mình nói nằm bao nghe. Tức là thờ hiện hữu. Hiện hữu luôn, thấy hiện hữu. Rồi cái trong binh đệ này thấy hết. Cái nói chàng ô chim hạc thì đậu hai bên vai mẹ nè, rồi chim én, rồi con cò đỏ gì nó đen cái am nó gieo một đa đen hết trơn. Cái con chim hạc nó con chim không phải chim hạc, con chim gì ta, con chim gì ăn cá lê thia đó, nghiêng chài chài. Con chài chài nó ối ra một đống cá, nó gọi vậy là am này khá luôn rồi. Nó ối ra một đống cá luôn vậy đó. Nếu mình nó cúng dường vậy đó, ăn như nó cúng dường lại. Cúng dường lại đó, cúng dường lại ối một đống cái gì đó ha. Cái sau này nữa cái tụng kinh mẫu bằng ngày nè, bằng ngày cái con chim mà làm như con chim cuốn mèo, mà phải con cuốn mèo, con chim gì mà in hình là con chim Phật vậy đó. Cái đầu con cuốn heo, không phải cuốn heo, con này đẹp lắm, mình nói con cuốn mèo con cuốn heo gì rồi đi. Nó đại gì đi, cái đậu trên cái đầu mẹ Quan Âm á. Cái mấy đệ tử nó không thấy rồi, tụng kinh nó không thấy, mà sáu thấy ta tụng kinh thì sáu thấy. Sáu thấy thì mà sáu cũng giấy trong bụng á, như các vị về nghe kinh nghe kệ á, thì ngồi đó nghe kinh nghe kệ cho con đọc đó. Rồi cái sáu gọi trơn, gọi hết trơn, cái sáu quỳ lên, sáu mời mẹ xong hết trơn, cái sáu quỳ lên, cái sáu nói con chim hoa chim hu, chim giá am của ta, chim đem lộc đem lợi đem tài cho ta, vinh quang phú quý đường tu dưỡng bền, các đệ tử được bình an vạn sự, lê văn bá tánh được thanh bình. Sáu mời xong cái trường bay ra cái déo cái mấy đứa này, trời con chi nãy giờ rồi nghe thầy sao, ủa sao bữa nay thầy về trái chim nó đâu có thấy. Cái trường bay ra cái dèo nó mới thấy nè, trời nãy giờ nghe thầy trái chim mà đâu có biết đâu. Trời ơi, ta vô phải sự lặng nó nói, ủa sao mà bữa nay thầy trái chim không vậy ta. Rồi cái sáu nói một cái chuyện nữa, nói thì nói cho hết luôn. Cái lúc của am này rồi, cái dắt dưa cái sáu nằm sáu giường của mình này nè, cái sáu nghe với am này làm như là con gà đập cánh vậy, bạch bạch nghe không. Mà cái sáu nó ủa sao mà con gà gì nó xuống am đập cánh vậy, sao tính ngồi vậy nó đi xuống am. Một hồi làm như là con chim hạc màu đỏ đó, có một người bay ra cứ hút gì nè, thấy rõ ràng trong sáu thấy, có một người thấy nữa, có nhỏ 25 thấy nữa, có nhỏ trên 25 nó ngồi, nó xuống đây nó chơi rồi nó ngồi nó nói chuyện, nó thấy nữa. Cái sáu cũng dạy nữa, sáu chạy theo, cái chạy theo nó trụ trụ có con gì bự dữ mà nó đỏ tươi, cái sáu chạy theo ra tới con mẹ mất tiêu. Đó là tháo thấy rõ ràng đúng không? Cái quyền di ở đây, quyền di á, con phụng ha. Màu đỏ là phụng, màu đỏ phụng hoàng á, màu đỏ mà bông bi trắng trắng gì sao còn nhớ hoài. Thấy rõ ràng, tức là được các chư vị ghé thăm am mình rất là nhiều. Nó thật sự khi mà con mới bước tới đây con nói ủa sao đâu có cái nơi nào mà thờ những cái bàn, những cái vật phẩm dâng lên như nó quá chính chu, thậm chí khi mà cúng cũng mọi thứ nó nhìn nó sạch sẽ và nó trang nghiêm. Thì cái điều đó thì con cảm giác là nó cái sự chỉnh chu của cô Sáu và ơn trên ở đây á, mọi thứ á, thì đúng giống như hồi nãy cô Sáu có kể con nghe là trong cái khoảng một cái giấc mơ nào đó đã dẫn về cái am đó, thì chính là am nơi đây đã cho biết trước để xây dựng am nơi đây. Thì con không biết là cái việc đó nó có dẫn đến rất là nhiều các cô về đây là đa phần là nữ hết, hay là con thường nói với Đăng á là giống khi anh về đây anh giống như bước vào cái môn phái của Nga Mi á, ai cũng là nữ hết. Và đặc biệt là lại tóc đanh, thì cái câu chuyện tóc đanh nó như thế nào thì cô Sáu sẵn đây thì đi ra phía sau rồi cô Sáu kể con nghe đi. Kể tại sao rất là nhiều người tóc đanh. Mà tự nhiên á là nó đi gội đầu, nó đi gội đầu ở thành phố á. Nó đi gội đầu cũng trong đệ tử này nữa, nó đi mặn chỉnh nó gội đầu.
nó gội đầu mà cái đầu nó tự nhiên á là tóc suôn sẻ nó cái gội đầu cái tự nhiên bắt đầu nó rút vô cái bà ống tóc nó sợ quá bà nói trời ơi cái đầu sao mà gội ngày càng ngày càng rút vô gì nè cái nên sợ quá trời sợ rồi cái nó về hai vợ chồng nó về bao xe về luôn về tới đêm là cái đầu nó đanh chỗ này nè anh cao lên luôn anh cao cái nó khóc mình ít tất nhiên là nó không chịu á nó không chịu rồi cái sáu về sáu cũng hồi nó không chịu rồi làm sao giờ sáu tụng kinh cho nó là ba đêm sao mà tụng kinh ba đêm thì sáu mới nói tụng kinh ba đêm như vậy là đúng ngày gầm ngang ngày gầm là nó rụng đó bởi vì con không chịu thì mẹ sẽ lấy cái mái tóc này cho con lấy mái tóc này lại tụng kinh ba đêm cầu xin mẹ ba đêm gì nó không chịu thôi mẹ cũng lấy cái mái tóc này lại để cho người khác hữu duyên cho người khác giao duyên cái bắt đầu nửa đêm nó gụng ngủ nó gụng là tự gụng ra luôn cái tự gụng ra hai vợ chồng nó quảng hồn dạ, con mượn nè dạ. Hai chồng nó quảng hồn bên trên cái quảng hồn đi về trên này đó là nó gụng ra tự nhiên nó gụng luôn dạ. Nhưng mà cho con hỏi một cái câu này nữa thì con cũng đang vào mò là như vậy thì con thấy hiện giờ là tóc của cô Sáu là không đanh chỉ không có đanh. Duy nhất tóc của cô thầy là không đanh à, Sáu cũng thích lắm trời ơi mẹ thích cho con mẹ cho gội đi cũng nói chuyện với mẹ nhưng không thích cũng nói với mẹ ơi con cũng thích gì đó mẹ mà mẹ thích cho con đi mà nằm với giấc ngọng thôi con là mẹ không có thích được đó là con tự con bới rồi còn trong các con á các con vương xa vương gần nó bới không có khéo tay con bới rồi mẹ không có thích con vì là không có sắc cũng ham lắm đó là lý do là Quang muốn hỏi cái câu chuyện này dạ rồi đúng cái rồi. Này cũng như là hai bên hai đây nè cái này cũng như là mà nha cha là sao cũng như ông anh nha cha nha cha nha cha đó. À là cái bên đây một cái bên đây một cái mà không chịu à ngọc nữ tiên đồng ngọc nữ rồi là na cha đó dạ, đây nè ha có miệng nè có miệng này không rồi có mũi nè có mắt nè rồi hai cái này nè nó đánh xuống gì nè nè không quá hay quá y chang luôn ha na cha dạ na cha vô cái hộp để thờ chứ không cái này để trên trang thờ luôn đó còn ở đây thì mình thờ tâm cõi cộng đồng như chỗ an nghỉ cái này là của tâm cõi cộng đồng đó mình thờ bị mình có thờ tâm cõi cộng đồng mình mới sắp bàn cho tâm cõi cộng đồng xuống uống nước an nghỉ chứng cái lễ này cái lòng của mình là thờ tâm cõi cộng đồng cái này đó còn cái này thì sáu thờ Phật tổ Phật thầy đó sáu thờ Phật tổ Phật thầy Phật tổ Phật thầy Phật tổ Phật thầy năm non bảy núi cái vùng là thuộc về mười phương chư Phật Còn này thì sáu thờ là cổ quyền 136 họ vạn dân. Đó là trong tâm của sáu á, trong tâm của sáu. Con cũng rất là thắc mắc tại sao 136 họ đó con không hiểu. Tại thường thường là người ta nói là trăm họ chứ không có 136. Cái này 136 họ nó đắp ra. Như họ Đinh, một có họ Phạm không à. Rồi họ Đinh, họ Phan. Nó đắp ra mấy họ rồi. Dạ. Yeah. Đó, rồi họ Trịnh thì thành họ cái họ Phan cái đâu có họ Trịnh. Dạ. Yeah. Nó đắp ra là 136 họ vạn dân. Dạ. Yeah. À, thờ anh này ông ở này bà đó. À, ông bà này thường ông là bà. Gọi là gì nên là ông bà của quyền thất tổ bảy đời chính kiếp là ông bà còn ở đây là cái giường của cái giường cũng như là sáu muốn là cho nơi mình đặt quận chúa đó phải không sáu đặt cái giường gì nè sáu ấy, bây giờ mình thờ mình tranh quận chúa thì cái này mình để là quận chúa đó trong đại tử làm không nè chúa không có mướn gì chân tuyết nhi đây nè là quận chúa tuyết nhi đó là cũng như mình sáu trong tâm của sáu nha phát hiện ra như vậy tụi con làm như vậy cho thầy đó thì tụi nó làm nhà không à rồi trang điểm mão mẹ cũng làm nhà mão mẹ làm nhà có đệ tử làm nhà rồi trang đưỡng tượng thì có đệ tử vẽ cái gì đó nói chung là tập hợp hết nhưng có điều quan trọng đây là phái nga mi nha ta là nữ sáu chỉ không đó nhưng mà sẵn đây thì Sáu cho con biết là tại vì sao mà rất là nhiều cái cô tóc đanh về đây cũng như là do như thế nào đó con thấy là cái quyền duyên rất là hay đây là một trong những am tóc đanh lớn nhất của Việt Nam luôn cũng như là Sáu có nằm giấc mộng đi Sáu cho nó sáng sáng cứ như Sáu có nằm một giấc mộng giấc mộng sau này á con ơi tới 24 nàng tiên 4 cung tắm cõi đều xuống thế người trong cái am này là 24 vị 24 gì Sáu thấy là sau này mẹ chải đầu bới tóc hết mẹ tắm mà chải đầu bới tóc hết nó như vậy thì tới ngày hôm nay là bao nhiêu vị rồi Sáu hả là cũng như là
cũng 16, 17 vị rồi đó. 16, 17 vị mà vì đó là bằng phương xa. Phương xa chưa về. Cũng như là bây giờ nè, cũng như mấy cô không có mặt ở đây cũng mẹ cũng làm dấu một cái thẻ dài gì nè. Một cái thẻ dài xuống mà nó chưa có đanh lên là nhiều. Một cái thẻ dài xuống tự nhiên mẹ làm dấu chút nữa cho coi cái cô làm dấu cái thẻ dài xuống. Làm biết là thở dài xuống vậy con. Đó. Nhưng mà thật sự là 17, 18 nhưng mà những người trong đây là đủ 24 người chưa? Nữ thì đủ 24 người mà cái đanh thì chưa đủ. À, vậy là cũng đúng như cái quyền di của cô Sáu thấy được thấy như vậy. Thấy gì vậy đó. Nói nằm cái giấc mộng mà nói là để về mẹ thắt tóc. Mẹ thắt tóc cho con. Thì thấy ngồi một dọc mà không phải mấy cô này như là mình thấy giấc mộng mà thấy ngồi dọc này xong mà mẹ chải tóc. Mẹ chải tóc mà sao thấy mẹ nữ hoa nghe. Chứ không phải là mẹ Du Trì. Nói thấy mẹ gì nữ hoa về chải tóc bới đẹp đẹp không vậy đó. Là phải cho Sáu giật mình thức dậy nằm giấc mộng á. Nhưng mà từ cái giấc mộng đó tới ngày hôm nay là bao nhiêu năm rồi Sáu ha? Như Sáu thấy giấc mộng đó năm nay chắc có lẽ là gần 30 năm mới có. 30 năm tới bây giờ. 30 năm. Cho nên khoảng thời gian 30 năm đó tới ngày hôm nay đã trở thành hiện thực là mười mấy mái đầu tóc đanh trong các tỷ muội ở đây. Cũng rồi. Cũng như là Sáu nằm cái giấc mộng là khoảng 30 năm. Dạ. Bây giờ nó mới có là hiện thực như thế này. Là 30 năm. Đây là một trong những cái nơi gọi là có rất là nhiều cô có mái tóc đanh lớn nhất Việt Nam luôn. Tại con có đi tới những em chỉ có 10 cô, mười mấy cô là con thấy là nhiều rồi. Cuối cùng về đây là nếu mà tính đến ngày hôm nay là 17, 18 cô mà sắp tới là 24 cô. Thì con mong là trong cái duyên lành nào đó trong tương lai chứ con không tính trước. Thì hữu duyên thì con cũng về đây để con tham gia một lễ hội là đầy đủ hết các cô. Thì cái ngày đó con nghĩ rất là đẹp tại vì đã đầy đủ mọi thứ để sắp xếp về đây. Thì chắc hôm nay con nghĩ là một tí xíu mình sẽ cùng ở đây để mình coi cái lễ cúng như lễ thế cúng. Nào con muốn làm lễ cúng. Thì con cảm ơn cô hôm nay đã dắt con nguyên cái hành trình từ phía ngoài vào đây, chia sẻ rất là nhiều cái điều quyền di. Thì một tí nữa con sẽ gặp lại cô cũng như là chia sẻ về một cái món quà. Lần trước con về đây thì con cũng muốn dành tặng cho cái em mình một món quà. Thì một tí xíu nữa con gặp lại cô ha. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều. Rồi, mô Phật. Mô Phật.